nha em. Rớt nè các bạn. Rồi chết luôn rồi. Viên một chết luôn các bạn ơi. Dẫn cây ná huyền thoại của mình nha. Trời bắn xuyên người ngay ngay hang cua đây 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 Hải ơi, rớt rồi. Phát một chết quẹo rồi, đi qua đây nè. Nó nằm dưới gốc kìa, chết rồi kìa. Ừ. Nè đây nè, đây nè. Ngay miếng con đó, ngay miếng con đó. Ngay người, ngay người. Ngẫm. Rồi tiếp tục nha các bạn. Mới vừa đi nè, mới vừa đi nãy vạc bắn ngay người luôn mà rốt cuộc nó bay mất tay. Xíu nàng còn vạc thôi. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ngay đầu thấy sọt các bạn ơi, cắt nước nha các bạn, hít sọt băng ra dễ dễ với nước tắm. Qua đây rồi xong rồi các bạn, em đi tắm rồi lụm chim cắt nước nha các bạn, hít sọt ngay đầu luôn không. To dữ. Đù, hay. Thấy lên thằng nhãn luôn. Nè, trước nè. Trước nè. Nhẹ lên. Rồi tiếp tục nha các bạn, cự ly bắn khoảng 20 mét, còn bự mặt hơn nha, lên lượm chim mà các bạn thấy luôn không, thấy anh quay là đang quay mà đang quay mà. Bắn là một chuyện và lụm là chuyện khác, mà là leo cây tre leo nguyên bụi luôn lớn rồi. còn á, nó chưa dính nhất còn chỗ á. Xin bếp anh.
thấy gì bay không? Bay đã. Tại vì thấy chỉ cái ổ bắn mổ nó mới nhảy ra đó. Bắn đại vô cái ổ hả? Thì bắn bắt đầu bắn cái bên thôi, nhiều khi chúng không biết. Cái con này chết chết con chồng rồi. Rung cho nó lớn luôn. Đại nó tỉnh. Chúng không tịch không, nó rổ bằng kỳ đó. Không, cái con mình đẹp á. Gượt nó đi, gượt nó đi. Chụp. Chụp chim hay quá. Chụp chim hay quá. Hay mày. Tập rớt. Lượm giùm cho chú cái đây con. Rớt cu các bạn. Nhờ ngày bóp. Trời ơi, bay luôn rồi. Chui hang rồi, chui hang rồi, chui hang rồi, chui hang rồi.
Các bạn ơi, lội nữa lội. Do đó là ăn hành luôn đó em. Thấy chưa? Ủa xíu nữa mà ăn hành rồi nghe. Lội xong nữa các bạn ơi. Mới mệt quá, mới cười đau bụng. Điệp con phải không? Cóc. Yeah, giờ mới ăn được đó. Nãy giờ lội, giờ hụt, giờ lại trúng à. Nãy con kia bự lắm. Anh quá, đẹp trai. Rồi, tiếp tục các bạn. Các bạn, hôm nay mình đi bắn chim. Mình bà hốt được nổ con vạc thôi mày. Chuẩn bị lại đây, chứ giờ vô thành viên mới trong cái hội chim các bạn. Nó về nhà làm thành viên mới các bạn. Đã chưa các bạn, đã chưa các bạn biết những này làm gì không? Đó, quá đã kinh rồi đó nha. Đã không các bạn? Mới thì đã luôn. Rồi nay về thành viên mới nha, thành viên mới về nhà của anh Hòa. Kinh quá đi. Rồi thôi mình về nha các bạn. Rồi chào cả nhà nha, giờ mình kết thúc, mình đi về một buổi săn buổi trưa nha các bạn. Có nhiêu đây thôi, mấy con này bắn hên xui, bữa nay bắn hên vô nghe luồn quá trời chim, mà sáng quá trời tôi hú luôn mà bắn không được. Rồi mình kết thúc chương trình nha các bạn.